Theo thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, khoảng gần 17 giờ ngày 28 tháng 7, tàu SE11 đã khắc phục xong sự cố chật đường ray tại vị trí thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế và lưu thông bình thường. Trước đó khoảng hơn 14 giờ cùng ngày, tàu SE11 đang trên đường vào Hà Nội từ thành phố Hồ Chí Minh khi đến tại đoạn đường sắt ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế bị chật bánh tại toa số 10, số 11, trong đó toa số 10 là toa hành khách. Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng điều phối của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã phối hợp điều tiết các đoàn tàu trên tuyến Bắc Nam khẩn trương khắc phục sự cố. Cán bộ kỹ sư đường sắt đã nhanh chóng tách hai toa tàu bị chật bánh ra khỏi đường ray, thay thế bằng hai toa tàu khác. Sau khoảng hơn 2 giờ đồng hồ, tàu SE11 đã lưu thông bình thường.